Thân ái chào các em học sinh lớp 12. Thầy tên là Nguyễn Quang Ngọc, giáo viên toán trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt. Buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn ôn tập cho các em nội dung chuyên đề về nguyên hàm và tích phân. Trong tiết học này, thầy chia nó làm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là nhắc lại nội dung định nghĩa về tích phân. Nội dung thứ hai, thầy nhắc lại nội dung tính chất và vận dụng vào làm một số ví dụ. Nội dung thứ ba đó là phương pháp đổi biến số trong tích phân. Bây giờ thầy cùng các em đi vào nội dung bài học. Thầy sẽ nhắc lại nội dung định nghĩa về tích phân để các em nhớ lại. Cho hàm số f(x) là hàm số liên tục trên đoạn AB. Giả sử f lớn x là một nguyên hàm của hàm f nhỏ x trên đoạn AB, hiệu số f lớn b trừ f lớn a được gọi là tích phân từ a đến b hay tích phân xác định trên đoạn AB của hàm số f nhỏ x. Ký hiệu là tích phân cận từ a đến b của fx dx. Tích phân cận từ a đến b của fx dx được tính bằng một nguyên hàm của f lớn x thế cận hoặc bằng fb trừ fa. Thì trong nội dung định nghĩa này, các em chú ý cho thầy trường hợp a bằng b hoặc a lớn hơn b thì ta quy ước rằng tích phân cận từ a đến a của f nhỏ x dx luôn luôn bằng 0. Trong trường hợp a lớn hơn b, tích phân cận từ a đến b của fx dx sẽ bằng trừ tích phân cận từ b đến a của f nhỏ x dx. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là khi chúng ta đảo cận của tích phân, chúng ta sẽ đi đổi dấu tích phân đó. Từ nội dung định nghĩa và chú ý, chúng ta có nhận xét sau. Tích phân của hàm số f từ a đến b có thể ký hiệu bởi tích phân cận từ a đến b của fx dx hay tích phân cận từ a đến b của ft dt. Tích phân đó chỉ phụ thuộc vào hàm f và các cận a và b mà không phụ thuộc vào biến số x hay t. Hay ta có thể viết tích phân cận từ a đến b của fx dx bằng tích phân cận từ a đến b của ft dt. Thì đây là cái nội dung nhận xét này rất quan trọng cho các em để các em ứng dụng, vận dụng vào những bài toán trắc nghiệm về tính tích phân trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thầy và các em chuyển sang nội dung thứ hai, đó là tính chất của tích phân. Trong tích phân, chúng ta có 3 nội dung tính chất cần ghi nhớ. Tính chất thứ nhất, tính chất 1, tích phân cận từ A đến B của K Fx dx bằng K tích phân cận từ A đến B của Fx dx với K là hằng số. Ở trong tính chất 1 này, các em có thể hiểu bằng lời nói đơn giản như sau. Chúng ta có thể đưa một hằng số ra ngoài dấu tích phân. Tính chất thứ hai, tích phân cận từ A đến B của fx cộng trừ gx dx bằng tích phân cận từ A đến B của fx dx cộng trừ tích phân cận từ A đến B của gx dx. Nội dung tính chất 2 các em có thể hiểu bằng lời nói như sau, là tích phân của một tổng thì bằng tổng các tích phân, tích phân của một hiệu thì bằng hiệu các tích phân. Nội dung tính chất thứ 3, tích phân cận từ A đến B của fx dx bằng tích phân cận từ A đến C của fx dx cộng với tích phân cận từ C đến B của fx dx với điều kiện C nằm trong khoảng AB. Ở đây chúng ta thể hiểu nội dung tính chất 3 như sau,
Nếu như có một hằng số mà thuộc vào khoảng lấy tích phân, thì chúng ta có thể tách tích phân đó thành tổng của hai tích phân với cái giá trị thuộc vào cái khoảng tích phân mà chúng ta đang xét. Bây giờ thầy sẽ vận dụng một số ví dụ với tính chất để thực hiện tính tích phân. Chúng ta đi vào nội dung ví dụ 1. Nội dung ví dụ 1 như sau. Tính tích phân Y bằng tích phân cận từ 1 tới 2 của x bình phương trừ 3 dx. Thì để thực hiện tích phân này, thì các em chú ý, chúng ta nhìn thấy biểu thức dưới dấu tích phân là x bình phương trừ 3 dx. Thì ở đây chúng ta nhận thấy nó có hai hạng tử x bình phương trừ 3. Thì để tính tích phân này, chúng ta sẽ ứng dụng tính chất thứ hai, đó là tích phân của một hiệu bằng hiệu các tích phân. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện nội dung ví dụ 1 như sau. Thầy sẽ hướng dẫn các em ví dụ này. Ta có tích phân Y sẽ bằng tích phân cận từ 1 tới 2 của x bình phương dx trừ đi 3 tích phân cận từ 1 tới 2 dx. Ở đây chúng ta chú ý tích phân thứ hai là thầy đã ứng dụng tính chất thứ nhất, tính chất 1, đưa một hằng số ra ngoài dấu tích phân. Ở đây thầy đã đưa số 3 ra ngoài dấu tích phân, đó là 3 tích phân cận từ 1 tới 2 dx. Để tính được tích phân này, chúng ta vận dụng cái nguyên hàm cơ bản mà được học ở giờ trước, ứng dụng vào x bình phương, đó là x mũ alpha, nguyên hàm của nó sẽ là x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng c. Thì chúng ta sẽ được kết quả của tích phân này như sau. Bằng x mũ 3 chia 3 thế cận trừ đi 3x thế cận. Để tính ra kết quả tích phân Y, chúng ta dựa vào nội dung định nghĩa, đó là f lớn x được thế cận từ b tới a thì bằng fb trừ fa. Và thế giá trị vào thì chúng ta được kết quả là 8/3 trừ 1/3 trừ đi 3 mở ngoặc 2 trừ 1. Và kết quả của tích phân cần tính là bằng trừ 2/3. Giờ thầy cùng các em chuyển sang nội dung ví dụ thứ hai. Nội dung ví dụ thứ hai như sau. Tính tích phân Z bằng tích phân cận từ pi trên 6 tới pi trên 4 của 4 chia cho sin bình phương x nhân cos bình phương x dx. Thì để thực hiện tính tích phân này thì các em lưu ý, trong quá trình tính tích phân chúng ta luôn có hướng suy nghĩ đó là đưa về các nguyên hàm cơ bản để chúng ta lấy một nguyên hàm, sau đó thế cận để tính tích phân. Thì trong cái nội dung bài toán này chúng ta chú ý cho thầy, trên tử là số 4. Số 4 chúng ta hiểu có thể chúng ta nhân với 1. Chúng ta nhìn ở góc màn hình thầy viết là 4 nhân 1. Thì ở đây chúng ta chú ý số 1. Do tích phân này liên quan đến lượng giác mà chúng ta nhận thấy số 1 trong hệ thức lượng giác cơ bản thì chúng ta đã biết là sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha bằng 1. Giờ chúng ta vận dụng viết số 1 này thành sin bình alpha cộng cos bình alpha để chúng ta thực hiện biến đổi tích phân, đưa về các nguyên hàm cơ bản để chúng ta tính được một nguyên hàm của tích phân cần tính. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện nội dung ví dụ này như sau. Ta có tích phân Z bằng 4 tích phân cận từ pi trên 6 đến pi trên 4 của sin bình phương x cộng cos bình phương x chia cho sin bình x nhân cos bình x dx. Ở đây chúng ta tách tích phân thành hai tích phân, đó là sin bình x chia cho sin bình x nhân cos bình x cộng với cos bình x chia cho sin bình phương x nhân cos bình phương x. Thì khi đó chúng ta sẽ triệt tiêu được một đại lượng. Thì chúng ta sẽ được hai tích phân như sau. Đó là bằng 4 lần
tích phân cận từ pi trên 6 tới pi trên 4 của dx chia cho sin bình phương x cộng với tích phân từ pi trên 6 tới pi trên 4 của 1 chia cos bình phương x dx. Bây giờ chúng ta nhận thấy hàm số dưới dấu tích phân đó là 1 chia sin bình phương x và 1 chia cos bình phương x. Thì đây chính là nguyên hàm cơ bản mà chúng ta đã được học ở giờ trước. Và khi đó nguyên hàm này được lấy như sau. 1 trên sin bình phương x có nguyên hàm chính bằng trừ cotang x. 1 trên cos bình phương x có một nguyên hàm đó chính là tang x. Chúng ta thế cận vào, chúng ta sẽ được kết quả là 4 nhân với 1 trừ 1 trừ căn 3 cộng với 1 trừ 1 chia căn 3. Và thu gọn kết quả này, chúng ta được kết quả của tích phân cần tính, đó là 8 chia căn 3. Đấy chính là kết quả tích phân G mà ví dụ 2 chúng ta cần thực hiện. Giờ thầy cùng các em chuyển tiếp sang nội dung ví dụ thứ 3. Nội dung ví dụ 3 như sau. Yêu cầu tính tích phân K, tích phân cận từ 0 tới 2 căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng 1 dx. Thì các em chú ý, hàm số dưới dấu tích phân là căn bậc 2 của x bình phương trừ 2x cộng 1. Mục tiêu để tính tích phân thì chúng ta đều đưa nó về dạng nguyên hàm cơ bản để lấy một nguyên hàm, sau đó để dùng tính tích phân. Thế giờ chú ý, dưới căn bậc 2 chúng ta nhận thấy là biểu thức x bình trừ 2x cộng 1 là hàng đẳng thức A trừ B tất cả bình. Giờ chúng ta sẽ làm mất căn bậc 2 để việc tính toán tích phân dễ dàng hơn. Thế giờ các em chú ý hướng dẫn giải của ví dụ 3 như sau. Ta có tích phân K bằng tích phân cận từ 0 tới 2 của căn bậc 2 x trừ 1 tất cả bình phương dx. Ở đây các em nhận thấy là thầy đã viết cái biểu thức x bình trừ 2x cộng 1 về x trừ 1 tất cả bình phương. Lúc này chúng ta khai căn bậc 2 thì chúng ta sẽ phải lấy trị tuyệt đối của x trừ 1. Thì chúng ta sẽ được tích phân cận từ 0 tới 2 trị tuyệt đối của x trừ 1 dx. Chúng ta sẽ tách cái tích phân từ 0 tới 2 trị tuyệt đối của x trừ 1 dx này thành hai tích phân như sau. Nó sẽ bằng tích phân cận từ 0 tới 1 trị tuyệt đối của x trừ 1 dx cộng với tích phân từ 1 tới 2 của x trừ 1 dx. Có em học sinh sẽ thắc mắc thầy lấy số 1 ở đâu? Thì các em chú ý, số 1 này nó chính là nghiệm của biểu thức dưới dấu tích phân. Thì khi chúng ta tìm nghiệm thì chúng ta sẽ tách cái cận tích phân này theo nghiệm của cái biểu thức đó. Giờ chúng ta chú ý tiếp là trong khoảng từ 0 tới 1 chúng ta nhận thấy là x trừ 1 là mang dấu âm. Vì vậy khi phá trị tuyệt đối chúng ta sẽ có dấu trừ đằng trước biểu thức x trừ 1. Giờ chúng ta chú ý sang cái tích phân thứ 2 cận từ 1 tới 2 trị tuyệt đối của x trừ 1 dx. Thì các em nhận thấy là trong khoảng này từ 1 tới 2 x trừ 1 này mang dấu dương. Vì vậy chúng ta chỉ việc bỏ trị tuyệt đối mà không phải đổi dấu của nó. Thì chúng ta sẽ được tích phân mới như sau. Cộng với tích phân cận từ 1 tới 2 của x trừ 1 dx. Thì khi đến tích phân dạng này thì các em có thể tính ngay được nguyên hàm của nó bằng cách áp dụng công thức x mũ alpha có nguyên hàm là alpha, x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng c, thì chúng ta sẽ được kết quả của một nguyên hàm như sau. Tích phân thứ nhất là tích phân cận từ 0 tới 1 trừ x trừ 1 dx, nó sẽ bằng trừ mở ngoặc x bình phương chia 2. Ở đây nó hiểu là x có nguyên hàm chính là x bình phương chia 2, còn 1 có nguyên hàm chính là x, được thế cận từ 1 tới 0. Đối với tích phân thứ 2,
chúng ta lấy nguyên hàm tương tự sẽ được là x bình phương chia 2 trừ x được thế cận từ 2 tới 1. Vận dụng định nghĩa tích phân, chúng ta thế cận vào, chúng ta sẽ được kết quả như sau. Chúng ta lấy 1 thế vào đây, chúng ta sẽ được kết quả đó là 1 phần 2. Và chúng ta thế 2 vào đây, chúng ta sẽ được kết quả là 1 phần 2. Và kết quả tích phân cuối cùng cần tính chính là 1. Đó chính là kết quả của tích phân ví dụ 3 mà ta cần tìm. Giờ thầy cùng các em chuyển sang nội dung ví dụ thứ tư. Nội dung ví dụ thứ tư nó là đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Người ta cho biết tích phân cận từ 1 tới 2 của fx dx bằng 2 và tích phân cận từ 1 tới 2 của gx dx bằng 6. Khi đó, tích phân cận từ 1 tới 2 của fx trừ gx dx bằng 4 phương án đưa ra. Thì trong bài toán này, chúng ta sẽ đi chọn phương án đúng. Đó là kết quả của tích phân cận từ 1 tới 2 của fx trừ gx dx. Thì để thực hiện ví dụ 4 này, thì chúng ta chú ý đến giả thiết của bài toán. Người ta cho, ở đây người ta cho giả thiết của bài toán đó là tích phân cận từ 1 tới 2 của fx dx bằng 2 và tích phân cận từ 1 tới 2 của gx dx là bằng 6. Bây giờ chúng ta chú ý đến biểu thức tích phân cần tính. Đó là tích phân cận từ 1 tới 2 của fx trừ gx dx. Chúng ta nhìn vào cái hàm số dưới dấu tích phân này đó là fx trừ gx. Chúng ta nhận thấy nó giống tính chất 2 mà chúng ta vừa được nhắc lại. Vậy chúng ta có thể vận dụng tính chất 2 vào đây, đó là tích phân của một hiệu sẽ bằng hiệu các tích phân. Và bây giờ chúng ta chú ý xem hướng dẫn giải của nội dung ví dụ 4 như sau. Tích phân cận từ 1 tới 2 của fx trừ gx dx bằng tích phân cận từ 1 tới 2 của fx dx trừ đi tích phân cận từ 1 tới 2 của gx dx. Giờ chúng ta vận dụng giả thiết của bài toán cho, chúng ta thay thế vào đôi, chúng ta sẽ được tích phân cận từ 1 tới 2 của fx dx chính là 2 và tích phân cận từ 1 tới 2 của gx dx chính là 6. Vậy ta 2 trừ 6 và kết quả lúc này là bằng trừ 4. Vậy đối với 4, lúc này chúng ta chọn phương án là phương án B. Giờ thầy cùng các em tiếp tục chuyển sang nội dung ví dụ tiếp theo, ví dụ 5. Nội dung ví dụ 5 này nó chính là bài tập trong thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Người ta cho chúng ta tích phân cận từ 0 tới 1 của 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x cộng 2 dx bằng A NP2 cộng B NP3 với A và B là số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Người ta cho chúng ta 4 phương án và chúng ta phải chọn phương án đúng trong 4 phương án này. Thì để thực hiện ví dụ 5 thì thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Bây giờ chúng ta chú ý vào cái hàm số dưới dấu tích phân đó là 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x cộng 2. Ở đây chúng ta nhận thấy đây chính là hiệu của một biểu thức. Vậy chúng ta sẽ vận dụng tính chất thứ hai, chúng ta tách cái tích phân này ra thành hai tích phân, áp dụng tính chất đó là tích phân của một hiệu thì bằng hiệu các tích phân. Thì lúc này chúng ta sẽ được tích phân như sau. Vận dụng tính chất thì chúng ta sẽ được là tách ra thành tích phân cận từ 0 tới 1 của 1 chia x cộng 1 dx trừ đi tích phân cận từ 0 tới 1 của 1 chia x cộng 2 dx. Bây giờ các em chú ý, trong bảng nguyên hàm cơ bản chúng ta có một cái nguyên hàm đó là dx chia x có nguyên hàm chính là loga NP trị tuyệt đối của x cộng c. Thì chúng ta ứng dụng với cái nguyên hàm mở rộng đối với dx trên x thì chúng ta sẽ được kết quả của nguyên hàm này như sau. Tích phân cận từ 0 tới 1 của 1 chia x cộng 1 dx sẽ có nguyên hàm là
loga nepe trị tuyệt đối của x cộng 1. Đối với tích phân thứ hai cận từ 0 tới 1 của 1 chia x cộng 2 dx, nó sẽ là loga nepe trị tuyệt đối của x cộng 2. Bây giờ các em thế cận của tích phân vào để tính kết quả cuối cùng thì chúng ta sẽ được như sau. Đó là nepe, loga nepe của 2 trừ đi loga nepe của 3 cộng với loga nepe của 2. Và thu gọn kết quả này, chúng ta sẽ được 2 lần loga nepe của 2 trừ đi loga nepe của 3. Bây giờ chúng ta quay lại nội dung yêu cầu của bài toán. Giả thiết người ta cho tích phân ta cần tính, đó chính là bằng A nepe của 2 cộng B nepe của 3. Mà ở đây chúng ta cần đi tìm A và B. Thì chúng ta so sánh kết quả tích phân cần tính được với yêu cầu của bài toán thì chúng ta sẽ chọn ra được A bằng 2 và B của chúng ta là bằng trừ 1. Chúng ta lấy hai giá trị A và B vừa tìm được, chúng ta thế vào các phương án của bài toán đã cho. Thì chúng ta sẽ tính được đó chính là kết quả A cộng 2B bằng 0. Và phương án ở đây chúng ta cần chọn đó chính là phương án A. Rồi thầy cùng các em chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là phương pháp đổi biến số. Thì để nắm được phương pháp đổi biến số này, thầy nhắc lại một cái nội dung định lý để các em nhớ lại. Nội dung định lý như sau. Cho hàm số fx liên tục trên đoạn AB, giả sử hàm số x bằng phi t có đạo hàm liên tục trên đoạn AB, sao cho phi alpha bằng A, phi beta bằng B và phi t nằm trong đoạn AB với mọi t thuộc trong đoạn alpha và beta. Khi đó, tích phân cận từ A đến B của fx dx sẽ bằng tích phân cận từ alpha tới beta của f phi t nhân phi phẩy t dt. Nếu như beta mà nhỏ hơn alpha thì khi đó chúng ta sẽ xét đoạn beta đến alpha. Và bây giờ thầy dựa trên cơ sở định lý, thầy đưa ra phương pháp giải để chúng ta nắm được các bước. Bước 1, chúng ta sẽ đi đặt, ở đây chúng ta sẽ đi đặt x bằng phi t. Khi đặt x bằng phi t này thì chúng ta sẽ lấy vi phân của hàm số này. Lấy vi phân của x thì chúng ta sẽ được dx. Lấy vi phân của phi t thì chúng ta sẽ được phi phẩy t dt. Và khi đó chúng ta sẽ có kết quả như sau. Dx bằng phi phẩy t dt. Khi chúng ta đã đặt xong rồi thì chúng ta phải đổi cận của tích phân. Và với x bằng A thì chúng ta được phi alpha bằng A. Với x bằng B thì chúng ta được phi beta bằng B. Thì đây chính là bước thứ nhất mà chúng ta cần thực hiện trong phương pháp đổi biến. Bước thứ hai, chúng ta thay vào tích phân ban đầu để chúng ta tính tích phân theo một biến mới. Bước thứ ba, chúng ta tính tích phân theo biến mới rồi đưa ra kết quả của tích phân cần tìm. Thì đây chính là ba bước để chúng ta thực hiện đổi biến số và đi tính tích phân. Bây giờ thầy sẽ đưa ra nội dung ví dụ thứ 6 để ứng dụng với các bước mà chúng ta vừa đưa ra. Nội dung ví dụ 6 như sau. Tính tích phân y cận từ 0 tới 1 của 1 chia 1 cộng x bình phương dx. Thì để tính tích phân này, chúng ta chú ý cho thầy như sau. Chúng ta nhìn vào cái hàm số dưới dấu tích phân, ở đây là 1 chia 1 cộng x bình, đưa về lượng giác để chúng ta tính. Vì nếu như chúng ta nhận thấy, nếu đặt x bằng tang t, thì ở đây chúng ta nhận thấy ngay chúng ta được 1 cộng tang bình phương t, thì đấy chúng ta thể áp dụng được hệ thức lượng giác vào đây để thực hiện. Bây giờ chúng ta chú ý, thầy sẽ hướng dẫn
giải nội dung ví dụ 6 như sau. Đầu tiên, thầy sẽ đi đặt x bằng tan t. Thì ở đây các em chú ý cho thầy là t người ta phải nằm trong khoảng từ pi trên 2, trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Và sau đó, với cách đặt, chúng ta sẽ đi lấy vi phân hai vế của hàm số x bằng tan t này, thì chúng ta sẽ được như sau. Dx bằng 1 chia cos bình phương t dt. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đi đổi cận của tích phân. Với x bằng 0, chúng ta thế với cách đặt, thì chúng ta sẽ được t bằng 0. Với x bằng 1, chúng ta thế vào, thì chúng ta sẽ tìm được t bằng pi chia 4. Bây giờ chúng ta thay lại tích phân ban đầu để được tích phân theo biến mới như sau. Là tích phân y là tích phân cận từ 0 tới pi trên 4 của 1 chia cho 1 cộng tan bình phương t nhân với dt chia cos bình phương t. Thì thầy nhắc lại cái nội dung công thức mà lúc nãy thầy vừa nêu, đó là 1 cộng tan bình phương t chính là bằng 1 chia cos bình phương t. Thì thầy sẽ thay thế 1 cộng tan bình phương t bằng 1 trên cos bình phương t vào trong hàm số dưới dấu tích phân. Thì khi đó chúng ta sẽ thu gọn được cái hàm số dưới dấu tích phân này như sau. Và khi thu gọn, chúng ta sẽ được tích phân cận từ 0 tới pi trên 4 của dt. Thì đến đây thì việc tính toán tích phân này dễ dàng với các em rất nhiều rồi. Và lúc này chúng ta chỉ lấy một nguyên hàm và thay thế cận tích phân, chúng ta sẽ được kết quả. Các em theo dõi kết quả của tích phân này. Và kết quả chính bằng pi chia 4. Vậy tích phân y chúng ta cần tính có kết quả chính là pi trên 4. Giờ thầy có một nội dung chú ý mà các em cần ghi nhớ. Là để tính tích phân cận từ A đến B của fx dx, đôi khi ta chọn hàm số u bằng ux làm biến số mới. Trong đó fx là một hàm số liên tục trên đoạn AB. Ux có đạo hàm liên tục và ux thuộc trong đoạn alpha beta. Khi đó tích phân cận từ A đến B của fx dx bằng tích phân cận từ UA đến UB của GU DU. Trong đó GU là một hàm số liên tục trên đoạn alpha beta. Thì ở chú ý này thì các em cũng để ý cho thầy, đây cũng chính là tính tích phân cận từ A đến B của fx dx theo một cách đặt khác đối với ví dụ mà thầy vừa thực hiện. Và thầy sẽ đưa ra các bước thực hiện tính tích phân đối với chú ý này như sau. Bước thứ nhất, chúng ta đi đặt u bằng ux. Khi đặt u bằng ux thì ta sẽ đi lấy vi phân của hàm số vừa đặt. Chúng ta sẽ được du bằng u'x dx. Sau đó chúng ta sẽ đổi cận của tích phân. Với x bằng a, chúng ta sẽ tính được u bằng ua. Với x bằng b, chúng ta sẽ tính được u bằng ub. Đó chính là bước thứ nhất mà chúng ta cần thực hiện. Bước thứ hai, chúng ta thay lại vào tích phân theo biến mới. Bước thứ ba, chúng ta tính tích phân theo biến mới rồi đưa ra kết quả của tích phân cần tính. Giờ thầy sẽ vận dụng phương pháp giải này vào tính toán một số ví dụ để các em nắm được. Chúng ta đi vào ví dụ tiếp theo, ví dụ 7. Nội dung ví dụ 7 như sau. Tính tích phân y bằng tích phân cận từ 1 tới e của e log npx chia cho x dx. Thế để tính tích phân này, thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Đầu tiên, chúng ta chú ý vào cái biểu thức dưới dấu tích phân. Chúng ta nhận thấy lũy thừa của e nó là log npx của x. Nếu như chúng ta lấy đạo hàm
NPX chúng ta nhận thấy chính là bằng 1 trên x. Dựa trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đi đặt T bằng loga NPX. Chúng ta lấy vi phân thì chúng ta sẽ được DT bằng 1 trên x dx. Khi lấy vi phân xong, chúng ta sẽ phải đổi cận của tích phân. Với x bằng 1, chúng ta tính được T bằng 0 bằng cách chúng ta thay x bằng 1 vào cách đặt để chúng ta đi tìm T. Với x bằng E, chúng ta sẽ tìm được T bằng 1. Khi đổi cận xong, chúng ta thay thế vào tích phân ban đầu theo biến mới. Chúng ta được như sau. Tích phân Y bằng chúng ta NPX, loga NPX của x lúc này được thay thế bằng T, E mũ T. DT của chúng ta lúc này bằng 1 trên x dx thì chúng ta nhận thấy là biểu thức dưới dấu tích phân lúc này là còn lại là 1 trên x dx và lúc này chính được thay thế bằng DT. Vậy tích phân theo biến mới của chúng ta sẽ là tích phân cận từ 0 tới 1 của E mũ T DT. Thì việc tính tích phân này đối với các em lúc này đã đơn giản rất nhiều vì lúc này chúng ta có nguyên hàm cơ bản là E mũ x có nguyên hàm chính là E mũ x cộng C. Vì vậy, lúc này tích phân cận từ 0 tới 1 của E mũ T DT sẽ được tính như sau. Sẽ bằng E mũ T thế cận và lúc này kết quả cuối cùng đó chính là E trừ 1. Đây chính là kết quả tích phân Y mà chúng ta cần tìm. Và thầy cùng các em chuyển sang ví dụ tiếp theo, đó là ví dụ thứ 8. Nội dung ví dụ 8 như sau. Nội dung ví dụ 8 này là một bài toán trong đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Người ta cho tích phân cận từ 0 đến 6 của fx dx bằng 12, yêu cầu tính tích phân y bằng tích phân cận từ 0 tới 2 của f3x dx. Và ở đây cho 4 phương án, chúng ta cần chọn phương án đúng của tích phân y. Thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện nội dung ví dụ 8 như sau. Giờ chúng ta chú ý vào tích phân y, chúng ta nhận thấy đây là f của 3x dx là một hàm số hợp. Mà giả thiết của bài toán cho chúng ta đó là fx. Vì vậy, hướng chúng ta giải quyết bài toán đó sẽ là biến đổi cái 3x này chỉ về còn một biến thôi, chứ không còn hằng số ở đó nữa. Thì để thực hiện điều đó, thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. Chúng ta sẽ đi đặt t bằng 3x. Khi đặt t bằng 3x thì chúng ta lấy vi phân hai vế của hàm số, chúng ta sẽ được dt bằng 3 dx. Mà ở đây chúng ta có dx, vậy chúng ta biến đổi tương đương một bước nữa là chúng ta sẽ được dx bằng 1/3 dt. Ở đây chúng ta sẽ đổi cận của tích phân, với x bằng 0 chúng ta thay thế vào ta sẽ được t bằng 0. Với x bằng 2 chúng ta thay thế vào cách đặt chúng ta tính được t bằng 6. Giờ chúng ta sẽ thay vào tích phân ban đầu, tích phân y cần tính, chúng ta được một tích phân theo biến mới như sau. Lúc này y bằng 1/3 tích phân cận từ 0 đến 6 của ft dt. Bây giờ chúng ta quay lại bài toán, chú ý giả thiết. Giả thiết của bài toán cho chúng ta là tích phân cận từ 0 đến 6 của fx dx, mà chúng ta tính tích phân y là tích phân cận từ 0 đến 6 của ft dt. Thì ở đây các em chú ý cái nhận xét ban đầu. Khi chúng ta vào học, thầy có nhắc đó là tích phân là chỉ phụ thuộc vào hàm số và cận lấy tích phân chứ không phụ thuộc vào biến số. Vì vậy, khi đó tích phân cận từ 0 đến 6 của ft dt chính bằng tích phân cận từ 0 đến 6 của fx dx. Và lúc đó chúng ta thay giá trị giả thiết đã cho vào tích phân y, chúng ta sẽ được 1/3 nhân 12 và kết quả chính bằng 4. Và phương án đúng chúng ta cần chọn trong ví dụ 8 này chính là phương án C mà chúng ta cần tìm. Thì thầy vừa hướng dẫn chúng ta chuyên đề trong một tiết học 45 phút về tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số. Thì trong nội dung này các em cần ghi nhớ cho thầy đó là định nghĩa tính tích phân và tính chất của tích phân và ghi nhớ cho thầy về phương pháp tính tích phân bằng đổi biến. Thì ở đây trong đổi biến nó có hai cách đặt. Một là cách đặt
tích phân lượng rác mà các em cần lưu ý. Hai là chúng ta cách đặt tích phân, đó là U bằng UX, và đặc biệt lưu ý cho thầy. Và về nhà, các em thực hiện cho thầy nội dung bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 112 và 113. Các em làm thêm bài tập trong sách bài tập. Các em có thể xem lại nội dung định lý và công thức tính tích phân từng phần để chuẩn bị cho buổi ôn tập sau. Thầy rất cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe bài giảng. Và chúc các em có một buổi học bổ ích.